còn chưa đầy 45 ngày nữa chị là sẽ kết thúc giảm 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ dành cho các mẫu xe lắp ráp trong nước, trong đó có dòng xe Hyundai Creta đang đứng cạnh kế mình đây. Mẫu Hyundai Creta phiên bản đặc biệt này thì sẽ có giá tầm khoảng là 690 triệu. Bây giờ mình làm tròn là tầm khoảng 600 rưỡi đi. 600 rưỡi trừ đi khuyến mãi anh chị. Thì khi mà anh chị mua xe và anh chị đóng trước bạ trong thời gian này thì đã tiết kiệm được khoảng 50%, đã tầm khoảng là khoảng 30 mấy triệu rồi. Còn nếu như anh chị mua từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đổ về sau thì trước bạ con này sẽ là 10%, là tương đương tầm khoảng 65 triệu và anh chị một số tiền lệch nó cũng là khá nhiều. Và đặc biệt anh chị mua trong thời gian này thì được tặng lệ phí trước bạ, và cái thời gian mà Tết Nguyên Đán thì nó cũng cận kề rồi. Mua xe trong thời điểm này anh chị vừa có xe mà đi dịp cuối năm, vừa có xe đi dịp Tết Nguyên Đán, thêm nữa là mình được hưởng 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ nữa anh chị. Thành ra rất là tiết kiệm ha, tiết kiệm rồi mang lại cho anh chị cái sự thuận tiện trong quá trình anh chị đi lại. Xét nói về giá, mẫu xe này hiện tại đang có mức giá là 680 triệu cho phiên bản đặc biệt. Và trong thời gian này nếu như anh chị mua đến hết ngày 30 tháng 11 thì anh chị mua xe ha sẽ được giảm là 44 triệu trực tiếp vào trong giá xe luôn. Con này mà em tính lăn bánh ở các tỉnh miền Tây của mình như là Cần Thơ, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng thì anh chị chuẩn bị giúp em tầm khoảng là 683 triệu là anh chị đã thể nhận xe được rồi. Còn nếu như anh chị mua trả góp thì em tính tầm khoảng là trả trước khoảng 15%, thì nó tầm khoảng là 117 triệu là anh chị đã có thể nhận xe. Phần còn lại mình góp hàng tháng bao gồm tiền gốc cộng với tiền lãi luôn. Ngân hàng bên em liên kết thì nó sẽ hỗ trợ cho anh chị về vấn đề chứng minh nguồn thu luôn. Chỉ cần mình có vướng vấn đề là nợ nhóm là được. Hiện tại thì đại lý Hyundai Tidal bên em thì cũng có mẫu xe lái thử Hyundai Creta này để cho anh chị có thể trải nghiệm tại nhà cũng như là tại đại lý. Thì anh chị quan tâm đến mẫu này thì có thể alo với em nha. Số điện thoại em sẽ để phía dưới màn hình. Em sẽ nhờ các bạn tư vấn bán hàng đến nhà anh chị để cho anh chị có thể xem xe, báo giá cho anh chị. Đặc biệt là khi anh chị mua xe tại đại lý Hyundai Tidal bên em và gọi cho em thì sẽ được tặng thêm một cái gói phụ kiện chính hãng từ đại lý Hyundai Tidal anh chị. Và anh chị lưu ý là chương trình khuyến mãi thì sẽ áp dụng đến hết ngày 30 tháng 11 ha. Qua thời gian mốc này thì chắc đó tụi em sẽ cập nhật là khuyến mãi mới thì có thể tăng hơn hoặc là ít hơn, nhưng mà em nghĩ càng cận kề trước bạ thì cái lượng khách hàng họ sẽ mua xe nhiều hơn thì anh chị cũng sẽ tranh thủ ha, tránh tình trạng là khi mà anh chị đi mua xe rồi mình phải chờ đợi quá lâu trong vấn đề về thủ tục đăng ký, tại vì chắc đó hồ sơ dồn nhiều quá. Thứ hai nữa là càng cận kề về trước bạ thì lúc này cái lượng xe, lượng hàng hóa nó không còn nhiều nữa, không còn đa dạng màu để cho anh chị có thể lựa chọn nữa, thì thời điểm này là thời điểm mà có thể là lý tưởng nhất để mua một chiếc xe rồi chị. Xe sẽ được bảo hành cho anh chị là 5 năm hoặc là 100.000 cây thì điều kiện nào đến trước. Và hiện tại hệ thống Hyundai bên em cũng đã rộng khắp ở các tỉnh miền Tây, anh chị mua xe rất là an tâm trong quá trình mà anh chị sử dụng xe. Bên em thì có bảo dưỡng lưu động này, có xe cứu hộ để sẵn sàng phục vụ anh chị 24/24 khi mà anh chị có gọi là trường hợp nào đáng tiếc xảy ra thì bên em cũng sẽ hỗ trợ rất hết mình ha. Tiếp sau đây là phần giới thiệu chi tiết về mẫu Hyundai Creta. Anh chị mình chưa xem qua mẫu Hyundai Creta phiên bản đặc biệt màu trắng này thì có thể tiếp tục ở lại phần video của em ha. Hyundai Creta sở hữu thiết kế trẻ trung anh chị, mẫu xe 5 chỗ gầm cao cỡ B SUV. Đặc biệt là mẫu xe này lại được khách hàng miền Tây mình rất là chuộng. Anh chị biết tại sao? Thì khi mình đi qua những cái đoạn đường như là phà hay cầu thì khoảng sáng gầm lên đến 200mm, anh chị qua rất là an tâm, không sợ nó bị cạn. Thứ hai nữa là một vài tỉnh ở miền Tây mình thì đôi khi là vào những mùa chiều cường thì hay bị ngập đó, mà ngập rồi thì cái việc mà lựa một chiếc gầm cao đi nó sẽ an toàn hơn khá là nhiều anh chị. Về mặt trước anh chị thấy là mẫu xe Hyundai Creta sẽ được trang bị cho mình là cụm đèn chiếu sáng nhận LED nè, có đèn định vị ở đây, mặt ca lăng cỡ lớn và có logo thì sẽ nằm ở trong cái phần mặt ca lăng này luôn. Ở dưới này nó sẽ có đèn báo rẽ ha. Phiên bản đặc biệt sẽ trang bị cho anh chị là cái đèn pha tự động để cho mình có thể là an tâm, mình không có bị quên khi mà mình đi vào vùng tối mà mình quên bật đèn ha anh chị. Một điểm nổi trội của Hyundai Creta mà quý khách hàng khi quan tâm một mẫu xe ở phân khúc cỡ B SUV này chính là khoảng sáng gầm thì nãy em qua đã trình bày rồi. Ngoài ra thì mẫu xe Hyundai Creta sẽ được trang bị cho anh chị là cái vành mâm 17 inch, dạng mâm phay nhìn rất là đẹp, có cảm biến áp suất lớn luôn. Nó sẽ có thêm những cái tiện nghi như là tay nắm cửa mạc chrome tích hợp với một khóa một chạm này, đèn báo rẽ tích hợp trên gương và gương này là gương nhập điện. Hệ thống phanh trước sau sẽ là phanh đĩa anh chị. Và nhìn ngang ở cái góc này thì nhìn anh chị thấy là mẫu xe Hyundai Creta nhìn rất là thể thao cứng cáp. Cái mà điểm mà em rất là thích trên mẫu Hyundai Creta này chính là cái phần nóc. Anh chị có để không? Phần nóc này nhìn thiết kế nó khá là ngang ngang á. Ngang ngang thế này, nhìn xe mình nó cảm giác nó cứng cáp với lại nó hơi có sự hầm hố trong đó anh chị. Làm quay ngược sáng thành ra nó hơi tối một chút, anh chị thông cảm giùm em ha. Ở phía sau xe sẽ được trang bị cho mình là cụm đèn hậu phía sau dạng LED nè. Nhìn thiết kế của nó thì nhìn nó hơi lạ. Ở phía sau sẽ được trang bị cho mình là đèn phanh trên cao, anten dạng quay cá, rồi có sấy gương phía sau, camera lùi, cảm biến lùi cũng được trang bị. Tuy nhiên cốp của nó sẽ là cốp cơ ha, chứ không phải là cốp điện. Không gian cốp thì nó cũng khá là rộng anh chị. Do là thiết kế chỉ có 5 chỗ thôi. Toàn bộ ở phía sau này cũng còn khá là nhiều để cho anh chị có thể để đồ có thoải mái. Đặc biệt là khi mà hành trình gần đi có gia đình nhỏ tầm khoảng như 3 người, 5 người thì để đồ vô tư ha anh chị.
Về không gian nội thất bên trong xe thì anh chị thấy là tông màu bên trong sẽ là tông màu đen hết, cho hàng ghế thứ nhất, hàng ghế thứ hai, và chất liệu ghế sẽ là ghế bọc da ha anh chị. Ở hàng ghế thứ hai thì anh chị thấy là cái khoảng mình ngồi á, đây nè, bước lên đây, tuy nó hơi cao nhưng ngược lại khi mình ngồi lên một con xe mà gầm cao mình sẽ cảm giác nó rất là thoải mái ở vị trí mình để chân nè, và cái phần tựa ra nó cũng khá là nhà sâu để anh chị có thể thoải mái đi một hành trình dài ha. Ở đây có ba phần tựa đầu nè, ở đây nó sẽ có bệ tựa tay cho anh chị ha. Đây, ở dưới này nó sẽ có cho mình là cửa gió hàng ghế thứ hai nè, có sạc điện thoại nè, ở dạng USB. Con này nó sẽ không có cửa số trời nha anh chị, dòng Rita sẽ không có cửa số trời. Ở hàng ghế thứ nhất anh chị, thì anh chị thấy là nó sẽ trang bị cho mình là ghế bọc da luôn, cần số thì là dạng cần cầm, sẽ có phanh tay điện tử nè. Sẽ có cho mình là cái dạng cần số lấy số thẳng nè, BND, điều hòa sẽ là điều hòa tự động ha chị, điều hòa tự động. Màn hình cảm ứng, có tích hợp bản đồ dẫn đường của Hyundai Thành Công Việt Nam. Đối với phiên bản đặc biệt này nó vẫn trang bị cho anh chị là loa Bose ha, dòng loa cao cấp, nghe chất lượng âm thanh thì khá là phê. Và con loa Bose này nó sẽ là 8 loa ha anh chị. Gương sẽ là gương tự động nè, anh chị thấy nè, gương tự động lên xuống. Đó, và con này hay cái là nó sẽ có cho mình là nâng hạ kính từ xa ha chị, cái kính đó này nâng hạ kính từ xa luôn. Anh chị lưu ý là chỉ một kính thôi, cái vị trí kính tài xế này thôi. Xe sẽ được trang bị thêm cho anh chị nó là cái đề nổ từ xa nè chị, ho nó đây ha, đề nổ từ xa. Màn hình sau vô lăng là màn hình dạng cơ, ở đây thì nó sẽ có màn hình điện tử nhỏ, ở đây hiển thị một vài thông tin của xe, đèn pha tự động hồi nãy em có chia sẻ ha, đây là đèn sương mù ở phía sau. Xe sẽ được trang bị cho mình là cái cruise control, và cái này nó xịn lắm anh chị, nó có thêm giới hạn tốc độ nữa ha. Thì trong nhiều video hướng dẫn của em thì em cũng đã có chia sẻ rồi, thì anh chị có thể tìm lại cái video này để em hướng dẫn về cái giới hạn tốc độ rất là hay. Điều hòa tự động anh chị. Rồi ở dưới này nó sẽ có ổ cắm USB nè, một ổ cắm sạc nè. Xe thiết kế dạng phanh tay điện tử nhìn rất là nhỏ gọn ha. Về mức tiêu hao nhiên liệu thì mẫu xe này sẽ có mức tiêu hao tầm khoảng là 6,1 lít cho 100 cây cho đường hỗn hợp anh chị. Thì cái mức tiêu hao này cũng khá là ok á, tại vì nếu như mình xét phân khúc mà động cơ 1.5 như là Vios hay là Ascend đi thì cái mức tiêu hao nó cũng xem đó rồi. Tuy nhiên ngược lại thì mình có một chiếc xe gầm cao đi nó khỏe hơn khá là nhiều. Và mức tiêu hao nhiên liệu thì nó cũng không gọi là quá nhiều ha. Về an toàn thì mẫu xe Hyundai Creta này nó sẽ được trang bị cho mình là an toàn chủ động cơ bản thôi, không có gói an toàn chủ động cao cấp như là dòng Hyundai Creta cao cấp, là gói an toàn Hyundai Smart Sense anh chị. Như là ABS, EBD, SC thôi, còn những cái mà Smart Sense không được trang bị. Con này nó sẽ bao gồm là 6 túi khí ha. Xe thì hiện tại đang có sẵn tại đại lý anh em. Anh chị quan tâm và muốn biết thêm thông tin gì nữa thì có thể đến với Hyundai Tedo ha. Mình là Kiệt, kính chào quý anh chị và hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo nha.